chúng mình quay trở lại với trận đấu Phát Tùng và đến với một game đấu ở tại ranh Hàn của Gumayoshi cùng với Sally. Boy One Charm Ezreal rồi anh em ơi. Gumayoshi đang spam Ezreal liên tục từ bữa đến giờ và đánh ở tại cao chính cũng như cao phụ luôn. Game đấu này thì sẽ có thêm sự xuất hiện đến từ đấng toàn năng của máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Sally đang dù đấu ranh Hàn ở một ranh thách đấu anh em nhá. Và ngày hôm nay thì Sally sẽ đánh Cassidy nữa. Để xem cặp đôi này thì sẽ có màn trình diễn như thế nào nha. Let's go. Ok, Zoan Ezreal Gumayoshi sẵn sàng tấn công, hiện diện trí tuệ, huyền thoại hút máu, nhát chém ân huệ, bảng phụ mang giày cùng với bánh bích quy. Nhánh dưới thì mang tốc độ đánh sát thương thêm và cả giáp nữa. Đối đầu cùng với Gumayoshi khu đường dưới lúc này sẽ là cặp đôi Heimerdinger cùng với Senna. Một cặp đôi cũng khá là khó chịu trong việc đẩy đường cùng với cấu rỉa. Còn Sally thì đánh Kassadin khu đường giữa với chinh phục. Đối đầu cùng với Sally sẽ là một Kassadin, một Lissandra phía bên kia. Và Kassadin thì ngọc tái tổ hợp của Sally sẽ là chinh phục, hiện diện trí tuệ, huyền thoại kháng hiệu ứng. Chốt chặn cuối cùng bảng phụ mang ngọn gió thứ hai cùng với kiên cường anh em nhé. Trọng tâm vẫn sẽ là khu vực đứng dưới mà thôi. Gumayoshi với Ezreal. Guma chia sẻ là ở tại MSI này thì meta nó sẽ xoay quanh bốn con xạ thủ là Zeri và Jhin cùng với Saya và Ezreal. Đối với Aphelios, Jhin, Zeri cùng với Saya thì Guma đánh nhiều rồi. Để tập luyện thêm con Ezreal nữa. Chính xác là bốn con tướng nó không có Zeri anh em ạ. Bốn con tướng đấy hình như Guma chia sẻ trên livestream thì nó chỉ có Saya cùng với Jhin, Afe và Ezreal nữa. Mình nghĩ là có thể có thêm Zeri nhưng mà Guma thì không thích đánh Zeri. Cấp 1 đẩy đường và cấu rỉa khá tốt đến từ Gumayoshi cùng với lại vị trí của Annie. Và Annie cấp 1 nâng E rồi. Đẩy đường tốt tới từ Guma cùng với Annie đánh tay. Có búp khiên lửa. Quy trượt nhưng đánh tay liên tục với 3 đòn kích thành công sẵn sàng tấn công. Và Senna đang không còn nhiều máu nữa. Vòng rừng thì Elix ăn từ trên xuống nhưng đang bị Kindred khai thác vòng rừng ở tại khu cánh dưới bản đồ rồi. Tình huống cướp rừng khá khó chịu tới từ Yangje. Kindred cũng là tướng tủ của Yangje rồi. Để xem là ăn xong rừng dưới thì liệu rằng có gank luôn hay không. Đã có những dấu ping rồi. Nhảy thẳng lên với từ trường học bắn quy trượt nhưng đánh tay kích sát tấn công thì lại là một lượng sát thương cực kỳ lớn đến từ Gumayoshi. Mid tầm thời điểm này thì Sally sẽ bị đẩy liên tục bởi Lissandra. Elise đang xuống nhưng mà Yangje đi qua tầm nhìn rồi. Guma cùng với Annie nhận ra nguy hiểm. Chưa hồi dịch chuyển cổ học đến từ Gumayoshi. Bắn quy và lính để lấy lại thời gian hồi chiêu của kỹ năng E và Elise đã đi qua tầm nhìn rồi. Một tình huống cướp rừng khá khó chịu tới từ Yangje và để xem phản ứng của Elise là như thế nào đây. Đường giữa đang bị đẩy nhưng đường dưới thì có vẻ là ổn. Có thể chạy thẳng xuống khu đường dưới để thực hiện một pha tấn công 3-3 với lợi thế hiện tại đường dưới mà Gumayoshi đang có là cực kỳ lớn. Nhưng mà đầu trận thì Guma Quy chưa trúng nhiều lắm. Chỉ đánh tay kích sát thật tấn công mà thôi. Có thêm một tình huống làm choáng đến từ vị trí của Annie. Thanh tẩy được dùng tới từ Senna. Rừng đang PK lẫn nhau rồi. Elix có vẻ hơi thất thế đến từ tình huống solo này. Bắt buộc phải rút lui với tình huống đánh đu kén nhện và có thêm cả hồi máu của Gumayoshi nữa. Vẫn đang là tình huống cố gắng trả sát thương ngược trở lại nhưng kén nhện trượt. Guma dính ràng buộc có khiên lửa. Cặp đôi đứng dưới bên phía team 1 đang thực sự gặp khó khi mà máu bị cấu rỉa cực kỳ đau. Guma và Annie cũng đã bấm hết tất cả những bình thuốc có theo trên người và hai đường dưỡng bắt đầu di chuyển xuống rồi. Tốc biến lên làm choáng, có đánh tay thiêu đốt sát thương, liệu rằng có đủ hay không đây? Sát thương đủ với chiến công đầu dành cho vị trí của Annie. Nhưng ngay lập tức thì Heimerdinger cũng đã có một tình huống trả sát thương ngược trở lại và đó là tình huống 1-1 dịch chuyển được dùng đến từ Lissandra để tránh một tình huống băng trụ ở khu đường dưới. Đứng giữa thì Sally máu cực kỳ yếu rồi. Chính xác là cố dịch chuyển tới từ Heimerdinger trở lại khu đường dưới thì đúng hơn là dịch chuyển của Lissandra. Vì Lissandra vẫn đang bận TK cùng với Sally tại khu đường giữa này. Elise máu còn lại khá nhiều và đang có một tiểu đánh nhau 2-2 diễn ra. Đi bộ xuống gắn đứt thành công, kén nhện và ụ súng mất rồi. Đứt đánh tay Quy nhưng không dám thực hiện thêm một đòn đánh tay nữa đến từ Guma vì máu quá yếu rồi. Elise đánh đu lên, có một tình huống nhả ụ súng ra, cắm mắt ra đến từ cả các thành viên bên phía team 1 nữa. Sát thương chưa đủ, tốc biến lên nhưng đối phương tốc biến đi. Guma một chấm máu, tốc biến Quy và đó là một mạng dành cho vị trí của Elise. Dịch chuyển gọc lên mạng thứ hai dành cho tình huống đua kill này. Annie chưa xuống kịp thì đó là tình huống 2-2 mà Guma cùng Elise đã chia nhau mỗi người một mạng. Good. Một khởi đầu rất tốt dành cho Gumayoshi tại khu đường dưới. Như cái tên này thì sao? Annie đang có ý định di chuyển ra khu đường giữa khi thấy Guma có ý định đóng băng nhưng mà quyết định đến từ Guma là côn một pha đẩy đường. Annie quay người trở lại, còn đường giữa thì sao? Sally vẫn đang chịu sức ép cực kỳ lớn đến từ Lissandra cùng với cả Kindred. Và đường trên có solo kill dành cho vị trí của Cassante.
Ok, reset xong wave rồi về thôi. 31 chỉ số lính cùng với 102 KD cho Gumayusi. Sally thì vẫn còn dịch chuyển, máu thì không phải là quá nhiều, nhưng với Khiendoran cùng với ngọn gió thứ hai thì vẫn đang trụ đường ổn. Kèo này mà Sally không cần phải mang theo bước chân thần tốc, đánh rất là tự tin rồi, nhưng mà thua CS là tương đối lớn nha. Cố gắng mix đam ăn lính dưới trụ đến từ vị trí của Sally, chắc là không trượt bất kỳ CS nào. Ôi, vừa nói xong trượt mất một cái rồi. 900 tiền cho lần về nhà đầu tiên tới từ Sally. Annie cùng với Elise tiếp tục di chuyển vì vòng rừng đầu tiên Elise bị cướp nhiều quá. Mới chỉ có 16 CS và cấp độ 3 mà thôi. Đang di chuyển vòng ra phía sau cặp đôi đường dưới đối phương và Gumayusi đã trở lại với thủy kiếm nước mắt cùng với trường kiếm rồi. Một pha đẩy cao mà không có bất kỳ một thông tin nào đến từ phần sông và thêm cả là một tình huống hết phép bổ trợ này nữa. Chắc chắn là đi rồi. Mạng cho ai mà thôi, mạng dành cho Annie hơi đen. Nếu mạng dành cho Elise hay là Gumayusi sẽ là tốt hơn cho tình huống vừa rồi. Còn đường trên thì pha di chuyển cắm mắt này chắc là không còn đường về, tốc biến thì còn đấy nhưng mà xử lý như thế nào đây. Cửa sân tê cấp độ 6 bỏ qua một quê lính cực kỳ to khu đường trên để tấn công và chắc chắn sẽ là tình huống lên bảng rồi. Không kéo theo được vị trí của Zhang Zhe thì cũng vừa rồi. Cánh trên thì Irelia đang hơi gãy nhưng mà đường dưới thì Guma cùng với Annie vẫn đang có một thế trận đi đường cực kỳ ổn. Annie có mạng thì chưa phải là khả năng tăng thêm sức mạnh quá tốt của Gumayusi, nhưng mà được cái là đi đường thì vẫn khỏe. Nhưng mà Annie đang bị tấn công ngược trở lại sau khi bị kích khiên lửa. Và có lượng xuất sát thương phản lại đến từ khiên lửa thì trụ đã tấn công. Gumayusi thì bị Lissandra tốc biến chụp thẳng cái hầm bộ hàn băng như thế này thì chịu rồi. Không đủ sát thương để kéo theo Senna, rất đáng tiếc cho Gumayusi. Elise đang xuống nhưng mà lúc này đi qua tầm nhìn rồi và Sally cũng đã di chuyển xuống ở cấp độ 6. Lissandra chấp nhận mất một tên lính vừa rồi để có thể shut down Gumayusi. Tiếp tục lao lên đến từ Sally nhưng không còn mục tiêu nào để tấn công cả. Có lẽ sẽ là tình huống đổi đường tạm thời chăng? Một tên lính đã là khá đẹp dành cho Gumayusi rồi. Nếu mà Sally farm thì Guma sẽ ra mid nha. Pha nhảy thẳng lên đến từ vị trí của Sally. Có Senna phía sau bị làm choáng, sát thương ụ súng là khá nhiều. Sally nhảy thẳng vào, chấp nhận đổi mạng với đối phương. Một mạng cho Sally nhưng sát thương đến từ vị trí của hai Mullinger liệu rằng có đủ hay không đây? Nó là chưa đủ. Ụ súng vẫn đang bắn vào người của Sally. Và Sally yếu máu lắm rồi, Kindred của Zhang Zhe xuống khép góc đường về. Và liệu rằng Sally có về đấy không đây, vẫn còn một lần chiêu cuối nữa. Sally dùng chiêu cuối và sau đó thì lên bảng đếm số rồi. Elise còn đánh đu để thoát khỏi tình huống vũ điệu xạ tiễn của Zhang Zhe. Làm choáng cover là tốt, có thiếu đẩy thẳng vào nhưng còn cừu cứu sinh trả ra. Đó là mục tiêu mà Annie hướng tới trong tình huống này. Ép cừu cứu sinh mà thôi, giết là hơi khó. Đứng giữa thì Gumayusi vừa swap lane cùng với Sally để có thể đón được lính khu đứng giữa. Lissandra di chuyển nhưng lúc này sự nguy hiểm của một Lissandra không nhiều khi mà không còn hầm mộ hàn băng. Nhưng máu me thế này thì có vẻ như là Elise sẽ không đủ sức để cạnh tranh con cua dưới này. Tình huống bắn cung ánh sáng trúng hai thành viên đối phương, dịch chuyển góc lên bắn quy luôn. Lissandra dùng E để tiếp cận và Elise đã tới nhưng kén nhện trượt. Gumayusi bị dính ràng buộc rồi, vẫn có sát thương tới từ Andy và Guma vẫn sống với một chấm máu. Tiếp tục là pha lao lên đến từ vị trí của Senna tìm kiếm cơ hội tấn công Elise nhưng không được. Senna đang bị tấn công ngược trở lại bởi Sally và có lẽ sẽ phải lên bảng đếm số mà thôi. Mạng thứ hai cho Sally. Rồng vẫn đang phá liên tục vào cặp đôi Gumayusi cùng với Annie. Nhưng không ai phải lên bảng cả. Căng nhà cánh dưới cực kỳ căng luôn. Một pha làm choáng cùng với con đường băng giá tiếp cận thành công. Vòng tròn lạnh giá dứt điểm. Mạng shutdown 600 dành cho Lissandra. Sau đó tiếp tục PK 3-2. Tốc biến kén nhện thành công. Một cú quy bồi vào, Guma có mạng. Và có luôn bùa đỏ dưới chân của Lissandra. Ê, quả này hơi ẩu nha. Đây có tầm nhìn rồi anh em ơi. Rất may là không bị nằm xuống với tình huống sốc sát thương tới từ hai Mardinger. Hai Mardinger lúc này cấp độ 5. Khá thọt. Nếu tình huống vừa rồi mà làm choáng kết hợp cùng với cấp độ 6 của hai Mardinger thì cực kỳ nguy hiểm cho Gumayusi nha. Còn đường giữa lúc này thì Sally đang trở lại để đón lính. Ngay lập tức đụng độ cùng với Zhang Zhe. Máu thế này thì không biết là đi đường kiểu gì đây. Vẫn còn bùa đỏ dưới chân, vừa rồi lách thành công cú quy của Senna. Annie đang tạt bên phía cánh trái với một tình huống làm choáng sẵn sàng nhưng cấp độ 5 đối với Annie mà thôi. Chưa có triệu hồi tipper. Chấp nhận PK 22 không đây. Guma sắp hồi tốc biến rồi, vừa hồi tốc biến kịp. Phán lao lên từ Annie nhưng đối phương vừa lên được cấp độ 6 tới từ vị trí của hai Mardinger. Còn đường trên thì Irelia đang thực sự gặp khó trong cái đấu gặp Cơ. Tiếp tục PK, ràng buộc thành công nhưng Guma dịch chuyển khó chạy được. Senna bị làm choáng nhưng sau đó thanh tẩy bắn trả sát thương là khá lớn. Hai Mardinger thì vẫn còn đó cú chiêu cuối của mình. Cánh trên cũng đang là 2-2, Lissandra tiếp cận với cú đúp hai người.
Kim Red không cừ cứu sinh nhưng đứng phía sau bắn cực kỳ đau và đó là một tiếng hầm hoàn băng, nhưng Sally tốc biến chạy được, còn Elise có lẽ là không. Mất bùa đỏ, mất luôn cả mạng vào tay đối phương, còn đường dưới thì Gu Baoyuxi vừa rồi đã phải dùng tốc biến để có thể thoát đi trước lượng sát thương lớn đến từ đối phương. Dịch chuyển góc lên đánh tay, có mạng cho Gu Baoyuxi, tiếp tục đánh tay, đứt đánh tay và đó là hai mạng dành cho team Gu Baoyuxi đứng dưới, một dành cho Guma, một dành cho vị trí của Annie. PK chấp nhận đổi mạng tại cánh dưới bản đồ. Và hai Mördinger sau 10 phút đã chết tới 5 mạng rồi. Một game đấu khá là sôi động ở tại rank thách đấu Hàn. Con Kassadin này của Sally thì farm có vẻ là hơi thọt một chút, nhưng mà bù lại thì đã có mã hạ gục sớm. Và Lissandra kèo này căn bản là cũng không đủ sức để làm khó vị trí của Sally. Nó chỉ liên tục đẩy đường vào Ramming mà thôi. Trở lại khu đứng dưới lúc này thì Gumayushi đã có cho mình giày 2 cùng với lại 2 linh hồn và 129 số nước mắt. Kéo top thì Irelia đang không đủ sức để PK của Victor Sante, nhưng ít nhất đang có một chỉ số farm cũng không đến mức quá thọt. Còn cánh dưới này thì sao? Elise xuất hiện, đánh đu tiếp cận và một tình huống đánh tay quy dứt điểm thành công hỗ trợ đối phương, hai Mördinger trở lại. Nhưng lúc này thì lượng sát thương từ hai Mördinger khi không có chiêu cuối sẽ là cực kỳ hạn chế. Vẫn đang là tiếng di chuyển phê check đến từ vị trí của hai Mördinger. Annie di chuyển theo và một mình hai Mördinger có lẽ sẽ hơi khó để phòng thủ turn này. Một turn lính chuẩn bị tràn trụ, mặc dù không có xe nhưng đối phương có thể băng trụ được. Annie lao thẳng lên với làm choáng. Pha dịch chuyển góc đứt quy trượt đến từ Gumayushi, nhưng Annie vẫn có thể one shot vị trí của hai Mördinger. Sát thương thiêu đốt là chưa đủ, còn hơn 30 máu. Cánh còn lại thì vừa rồi Sally đã phải lên bảng rồi. Kindred của Zhangje đang có định khởi động con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này sau khi có mạng của Sally. Và bây giờ sẽ là tình huống phản công ngược trở lại, làm choáng thành công, kén nhện bồi vào, dồn sát thương ở bên phía bên trên. Pha nhảy thẳng lên đến từ vị trí của Zhangje để tấn công ngược trở lại với cựu cứu sinh Lissandra tiếp cận với hầm hoàn băng sẵn sàng. Pha tốc biến thả diều đến từ Kindred nhưng cuối cùng vẫn phải lên bảng đếm số mà thôi. Bên phía bên kia Guma tấn công vào Senna, sát thương Guma là khá nhiều. Lissandra bị kẹt lại. Lissandra đã có một tiếng tấn công chung với hai Mördinger để hạ gục Annie, nhưng đường dưới thì Gumayushi vừa có một tình huống solo kill hỗ trợ đối phương và đã có mạng thứ tư dành cho con Ezreal của Gumayushi rồi. Máu me còn lại là cực kỳ đủ đầy để tiếp tục PK. Lissandra thì còn hầm hoàn băng, nhưng mà Gumayushi lúc này thì đang có một lượng máu lớn, hồi máu cũng sắp kịp hồi lại rồi. Cặp bot 12 phút chia nhau mỗi người 4 mạng và người 5 mạng. Liệu rằng có một tiếng e thẳng lên đấm luôn hay không? Đây, hai bùa dưới chân của hai Mördinger nhìn có vẻ là khá ngon. Những cú quy để hồi chiêu cuối nhanh hơn cùng với tích số nội tại và phá hủy ụ súng đối phương. Quy trượt rồi, chỉ đứt đánh tay ăn trụ đã. Senna đã hồi sinh trở lại và có lẽ sẽ không phải làm tiếng băng trụ đến từ Gumayushi. Cánh dưới đang cực kỳ căng và Annie tiếp tục di chuyển quét mắt để tạo ra những tình huống băng trụ cùng với tấn công phần dùng bùa đỏ đối phương. Nhưng đường giữa đối phương bắt đầu gọi sứ giả và một cái trụ còn ba giáp trụ của Sally. Elise xuất hiện kịp thời nhưng có vẻ như sứ giả vẫn sẽ hút được một cú rồi. Đường dưới có đánh nhau, triệu hồi tipper được dùng nhưng đó là tiếng cung ánh sáng cùng với di chuyển học lên để bắn quy đến từ Gumayushi sát thương là chưa đủ. Thế trận khu đường dưới vẫn đang thực sự nghiêng về cho Gumayushi cùng với con Annie này. Mặc dù đường giữa thì Sally chưa di chuyển được quá nhiều nhưng Elise vẫn là một chất tướng đánh sớm được. Hơi thọt farm tới từ Elise, nhưng mà chất tướng với lượng trang bị như thế này thì vẫn có thể thực hiện những pha tấn công một cách dễ dàng. Tấn công xuống đường dưới là hiệu quả nhất tại thời điểm này, khi mà Guma cùng với Annie vẫn đang có những tình huống cấu rỉa và đi đường vô cùng áp đảo. Kindred có mặt chung với Lissandra và Lissandra đi qua tầm nhìn rồi. Elise nhận ra vấn đề là hơi trễ nha. Lissandra đi qua tầm nhìn rồi nhưng mà Elise vẫn đứng lại ở bụi cỏ trong 3 và sau đó thì bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy mà thôi. Một game đấu thường xuyên có những pha di chuyển của hai midlane xuống và Lissandra di chuyển nhiều hơn do chất tướng có nhiều khoảng trống hơn. Nhưng khi mà Lissandra trở lại khu vực đứng giữa thì đường dưới ngập tức gặp biến rồi. Senna đã bất cho mình đó là nửa cây máu và chưa bên nào có được con rồng nguyên tố đầu tiên cả. Đứng trên thì kèo này chắc Irelia farm hòa mà thôi. Và vòng ra phía sau tốc biến làm choáng thành công đến từ Annie. Cung ánh sáng bồi vào nhưng nó chỉ trúng cái ụ súng của đối phương mà thôi. Và Annie bây giờ đang gặp nguy hiểm, hắc ám soi dọi và đó là mạng dành cho vị trí của Senna. Guma nhảy thẳng lên đánh tay quy liên tục, sát thương là chưa đủ. Đứt người này đánh tay người kia hồi máu, sau đó thì phía sau... Ủa, thôi xong rồi, xong hẳn rồi. Dịch chuyển góc lên đánh tay, đánh tay. À, không với được đánh tay vào vì không có tốc biến nữa. Một tình huống quả cam khá khó chịu đến từ bên phía team một số khu đường dưới. Và lúc này thì Gumayushi cùng với Annie đã phải nằm xuống mỗi người là 3 mạng và 4 mạng rồi. Mặc dù ăn mạng cũng nhiều nhưng nằm xuống cũng nhiều. Còn đường trên thì đó là một tình huống mà Cassante có mạng thứ 3 của Irelia. Khá khó dành cho Irelia thời điểm này khi mà đánh cùng với Cassante lên phương giáp như vậy. Còn đường dưới thì cựu cứu sinh được trả ra để ăn trụ, trụ một toàn bản đồ dành cho Zhangje cùng với cặp đôi đường dưới bên phía của team 1. Nhưng đó là pha đánh hạt thông nổ tiếp cận với Surelia. Đây là một con Annie hỗ trợ rất nhiều mạng và có chiêu hồi tipper, không còn cựu cứu sinh đúng không?
Nhưng mà Elise cũng không còn nhiều máu để có thể vào đam. Annie kích tốc lao lên, thanh tẩy được dùng và sau đó thì lên bảng đến từ vị trí Senna rồi. Elise không hồi kịp kỹ năng Q để có thể thực hiện một pha đánh đu lên và dứt điểm đối phương. Lissandra đang xuống, Annie đã quyết định bỏ vị trí của Elise để rút lui rồi. Một cú kén nhện trượt đến từ Elise bị lộ vị trí và Sally đang xuống. Không còn kén nhện nhưng vẫn có một tình huống đánh đu lên để câu kéo thời gian rất tốt. Sally lao thẳng lên nhưng bị dứt điểm ngay lập tức bởi vị trí của Heimerdinger. Nhưng Gumayusi có cho mình cú double kill. Một pha xử lý quyết đoán với tốc biến để có thể bồi thêm pha bắn thần bí vào đến từ Gumayusi. Gỡ mạng là cực kỳ tốt. Và Elise mặc dù một chấm máu nhưng vẫn có khả năng có quay cực kỳ tốt với đánh đu và không cần đến đồng hồ ngưng động cho thứ vừa rồi. Một pha proxy lính cực kỳ ngông đến từ Gumayusi nhưng bắt buộc phải rút lui khi Heimerdinger trở lại và đồng đội đang ăn con giống người tối đầu tiên rồi. Một tốc độ game đấu vô cùng nhanh. 16 phút mà mỗi bên chia nhau 14-17 mạng. Đang có PK giữa hai hỗ trợ diễn ra tại bụi cỏ trắng 3, nơi mà Annie đang không còn nhiều máu cũng không còn chiêu cuối để có thể giao tranh ràng buộc chúng tới từ vị trí của Senna. Nhưng Elise sau khi ăn rồng xong xuống khu đường dưới băng trụ, kén nhện thì vào ụ súng mà thôi. Nhưng Senna vẫn phải tốc biến đi trước lượng sát thương quá lớn của Gumayusi trả lại một tiếng chiêu cuối. Nhưng hắc ám soi rọi không chạm được vào người Gumayusi trong tiếng vừa rồi. Lại là Lissandra xuống khu đứng dưới để có thể tham chiến. Lissandra tốc biến lên bằng trượng hầm bộ hàn băng các kiểu nhưng cung ánh sáng trả lại sát thương là quá nhiều. Có Kassadin của Sally đứng dình sẵn ở bụi cỏ chặng 3, dịch chuyển cọc xuống. Dịch chuyển cọc lên đến từ Gumayusi, dịch chuyển xuống đến từ vị trí của Cosante. Triệu hồi tipper được dùng. Cosante đáp xuống, Irene đáp xuống, Irene làm choáng trượt. Vẫn có thể đâm quy và đánh tay kích suy vong và có mạng của Heimerdinger nhưng sau đó thì Guma cũng đã phải trả mạng. Sally và Elise cũng đã đi chung rồi. Tình huống đánh nhau là 2-2. Top giúp đánh với nhau, lưỡi kiếm tiên phong được đẩy vào nhưng cần sẽ tiếp tục biến qua tìm kiếm vị trí của Annie. Đã có mạng của Annie rồi, tung chiêu cuối nhưng không kéo được Irelia sang bên phía bên kia bờ tường. Nhưng sau đó thì sao, gắn thành công một dấu ấn và sau đó đâm quy liên tục vào lính đến từ Irelia, đâm quy vào đánh tay. Sát thương cực kỳ nhiều đối từ Irelia phun đồ. Phun đồ gì nữa. Đánh nhau tới cái mức mà top lã TV xuống bot đánh 5 năm luôn mà anh em. Cái bot này đúng là không bao giờ yên bình cả. Một tiếng dịch chuyển rất hớ hênh đến từ vị trí của Heimerdinger. Trụ bị dứt điểm rất nhanh bởi vị trí của Irelia. Nhưng sát thương Irelia có đủ hay không đây? Cosette quá trâu gồng W. Nhưng mất sai để đông quy ngược trở lại đợt lính. Mất máu quá nhiều, đông quy ngược trở lại. Và đó là một tiếng quay cực kỳ lâu. Nhưng cuối cùng cũng đã phải lên bảng điểm số mạng shutdown dành cho Lissandra với tiếng mảnh băng cuối cùng. Đúng là Irelia một trang bị lớn. Full... ôi, cùng ánh sáng từ xa. Không đủ sát thương, Cosette trâu quá. Irelia đi đường chết ba mạng, một quẩy ác quá ha. Một pha đứt e đánh tay các kiểu đến từ Guma, gần nửa cây máu đến từ vị trí Heimerdinger vừa bị bóc rỡ. 15 phút ra mid với hai đồ, đúng chuẩn sách giáo khoa của Gumayusi chưa? Đó, đó, cứ phải e lên như thế đấy anh em ạ. Đánh Ezreal ra mid cứ phải e lên như thế nó mới đúng bài. Xong hồi đối phương tạt sang hai cánh ha. Tạm thời đang là tình huống di chuyển chung đến từ Sally và Gumayusi để có thể kiểm soát sứ giả. Hai đường trên đã di chuyển ra từ từ rồi. Một tiếng lao súng mở đến từ Lissandra nhưng ngay lập tức ăn một cú triệu hồi tipper và Lissandra sẽ phải dùng chiêu cuối lên chính bản thân mình để có thể câu kéo thời gian. Kindred còn cừu cứu sinh, tất cả mọi người yêu máu đều chui vào cừu cứu sinh trừ Sally. Sally dịch chuyển ra với một tình huống chiêu cuối. Còn Gumayusi cũng đã rút lui rồi với hồi máu tốc biến lên làm choáng thành công và có mạng dành cho Annie, chính xác là pha tốc biến lên quy đức. Guma e thẳng xuống để làm cái gì đây? E thẳng xuống đổi mạng với Kindred của Jungle và sau đó Cosette lao thẳng vào dứt điểm vị trí của Sally dưới trụ. Lưỡi kiếm tiên phong đẩy thẳng vào, quy vào đánh tay liên tục, Irelia tiếp tục có mạng. Double kill cho Irelia. Guma thì tầm thời điểm ra mid thì phải chết như này là đúng bài. Một pha tranh lấy 2 đổi 4 đến từ team Gumayusi. Một mình Cosette mặc dù xanh đấy nhưng không giữ được trụ rồi. Có trụ đứng giữa dành cho team Guma rồi. Một game đấu cực kỳ cân bằng. Team Guma chỉ hơn tầm 100 tiền cùng với một dòng nguyên tố mà thôi. Căng ha. Rank Hàn mà chịu khó PK thật sự. Rồi lúc này thì Gumayusi mới tầm 19 phút đã xách ra gần 3 món trang bị lớn với hai mảnh của thư phục hận ở món trang bị thứ 3. Vì ván này đối phương có một chống chịu đường trên như là Cosante nên phải lấy xuyên giáp sớm từ thư phục hận. Những ván đấu mà gặp một đội hình mỏng hơn thì Guma có thể sẽ hướng tới một cái dạ kiếm Rakta ở món trang bị thứ 3 anh em nhé. Ván này thư phục hận là hợp lý rồi. Để xem đồ thần thoại sẽ mua là cái gì thôi. Với 8 mạng trước phút 20 như thế này thì lượng sát thương mang ra là quá lớn. Một pha E lên quy trúng, sát thương là cực kỳ nhiều. Nếu mà kích thành công cái W vừa rồi, sát thương không biết bao nhiêu mà kể. Đây rồi, đối phương bắt đầu kéo ra rồi. Một pha nhảy thẳng lên đến từ vị trí của
Zhangjie đợt lính đã bị dọn phần nào đó bởi tình huống cung ánh sáng vừa rồi. Aira đâm vào cực kỳ sâu trong phần sân đối phương bị làm choáng và sau đó lên bảng. Đức thành công dịch chuyển góc lên có mạng dành cho Annie chứ không phải là Gumayusi, mỗi bên mất một. Tiếp tục là một pha lao lên đến từ Gumayusi với tình huống bốc khiên lửa của Annie. Senna trở lại khung đường trên để có thể ăn máu nhờ hạt mầm và giống nguyên tố tiếp theo sắp xuất hiện rồi. Dịch chuyển góc lên Quy Đức nhưng mà không có tầm nhìn nên là Guma Quy Đức trượt. Đang tranh chấp bùa đỏ cùng với lại vị trí của Zhangjie và Zhangjie không có trừng phạt đã chấp nhận mất bùa đỏ. Một pha lao lên nhưng cú Q3 vừa rồi đã được hóa giải bằng một tiếng dịch chuyển góc đến từ Gumayusi. Tiếp tục đứng bên phía cánh phải để có thể poke và có những người phía sau để backup với Annie sẵn sàng cú làm choáng. Kassadin và Elite đang ở trạng thái sinh lực cực kỳ đủ đầy. Ezreal khỏe ra mid đẩy đường và bên phía bên kia cũng có những cữ màn gọi là Aram nhẹ. Cung ánh sáng không trúng cái gì cả, trúng mỗi cái ô súng thì phải. Bên này kén nhẹ thành công nhưng Cassante có vẻ là khá trâu đấy nha. Gồng W mở đường bỏ chạy đến từ phía Cassante. Đánh như thế mà Cassante mất có gần nửa cây máu và sau đó là một tiếng Lissandra tốc biến đứt ba người. Hầm mộ hàn băng cũng được dùng một cách hiệu quả. Lissandra vẫn sống với tiếng hầm mộ hàn băng vừa rồi, kích thú tượng lên đến từ vị trí của Cassante và vẫn chống chịu được. Senna thì không, Gumayusi trả sát thương khiến Senna lên bảng điểm số, double kill cho Gumayusi. Và sau đó là một tiếng mà Guma chui ngược vào cừu cứu sinh. Annie không may mắn đến như vậy. Hết cừu cứu sinh, ai sẽ là người lên bảng đây? Guma dịch chuyển qua với một cú double kill, triple kill cho Gumayusi và quét sạch dành cho các thành viên phía team Gumayusi. Senna có một quả chui lên để chống chịu, đúng là châu bò đánh nhau rồi mới chết. Senna này quá mỏng, quá yếu. Sát thương thì có nhưng mà chống chịu thì không. Một pha Q và sau đó đứt đánh tay Q. Sát thương là vô cùng lớn đến từ Gumayusi cùng với Sally. Và mặc dù Kim Red lao lên tấn công nhưng mà máu yếu quá bắt buộc phải dùng cừu cứu sinh. Cú cừu cứu sinh vừa rồi vô tình giúp Guma có cú triple kill trước khi lên bảng. Và đó là cú quét sạch cho team Guma. Sau tiếng quét sạch này, team Guma sẽ có thêm cho mình đó là một con rồng nguyên tố nữa, là con rồng hóa kỹ bỏ túi. Và Gumayusi 21 phút 3 đồ lớn rồi anh em ơi. Rất nhiều sát thương đến từ Ezreal của Gumayusi, thậm chí dư cho mình đó là khoảng chừng 1.000 mấy tiền. Đầu tư 1.000 mấy tiền để lên cho mình đó là một cái khăn giải thuật và thêm một viên hồng ngọc nữa. Có thể sẽ chuyển sang một cái áo choàng tím đến từ Gumayusi. Chuyển sang áo choàng tím như vậy thì sẽ hướng tới có thể là đao thủy ngân luôn anh em nhé. Đao thủy ngân luôn. Hồng ngọc thì nó có thể là một cái chùy bạch ngân nhưng mà chuyển sang cái áo choàng tím rồi. Không tôi biết là hồng ngọc mua cái gì nữa. Có thể là một đồ thần thoại nào đó cộng máu đến từ những trang bị AP. Còn đây là pha mà Irelia lao lên với nỏ tử thủ, lấy được hầm mộ hàn băng của Lissandra rồi nhưng sau đó Cassante đang dí á. Lính phía sau vẫn còn để đâm Quy về, chắc là không gặp nguy hiểm gì cả. Đứng giữa lúc này tiếp tục diễn ra một pha giao tranh 2-2. Annie mặc dù mất máu nhiều nhưng vẫn tốc biến chạy được. Còn hai Moringer cùng với Senna thì có tốc biến chạy được hay không đây? Guma nhảy thẳng lên hồi máu đánh tay liên tục sát thương cực kỳ nhiều, đó đánh tay chí mạng cuối cùng của Gumayusi. Kết liễu đi Senna với một lượng sát thương quá lớn. Nhưng phía sau đang có Kinred tới với cú trừng phạt. Sát thương đến từ Kinred của Zhangjie là chưa đủ. Elise cùng với Sally lập tức tới để backup kén nhện chuẩn xác. Không còn chiêu cuối Lissandra lên bảng trong nửa nốt nhạc sau khi dính cú kén nhện vừa rồi. Còn Guma tiếp tục được nhận những tình huống bút khiên lửa đến từ Annie để có thể lao lên tấn công trụ. Trụ không còn nhiều máu và Zhangjie cũng đang nỗ lực để dọn lính. Nhưng góc di chuyển này bị kẹt lại và đó là một tiếng làm choáng thành công. Arena đâm Quy hai lần vào, kết hợp vào đó đánh tay cùng với cú cung ánh sáng vừa rồi là tổng cộng 4 mạng cho team Gumayusi. Một cú cung ánh sáng trúng cái rìa của nó mà thôi. Và hai Mördinger cuối cùng cũng đã phải lên bảng điểm số. Mặc dù trước đó đã có một pha giữ máu rất tốt, không phải lên bảng. Nhưng thời điểm này là thời điểm mà team Gumayusi đang bắt đầu ép Baron rồi. Cassante quá khó để di chuyển ra. Sát thương ăn Baron là có, sẽ là một con Baron trước khi đối phương kịp can thiệp đến từ team Gumayusi. Thậm chí đang có định đứng lại đánh luôn Cassante này, nhưng mà nên rút lui thì hay hơn. Cassante nó hơi trâu. Nếu mà không có sát thương tới từ Gumayusi để giết Cassante là không dễ nha. Rất nhiều tiền trên người Gumayusi rồi. 1.700 sẽ là về nhà đóng trang bị thứ tư sau 23 phút. Quá giàu. Một cái đao thủy ngân được hướng tới tại thời điểm này, tốc biến sẵn sàng. 4 trang bị lớn cùng với một lượng sát thương gây ra là con số rất khó để cân đo đong đếm. Đặc biệt là những vị tướng mỏng như là kiểu Senna hay là Heimerdinger. Kindred thực ra cũng khá mỏng. Mỗi người đi ra ăn tầm 2 quy chắc đi về đấy anh em ạ. Vì có đao thủy ngân cùng với cả tốc biến nên tôi nghĩ rằng Guma sẽ e lên liên tục, bất chấp đối phương là cái gì đi chăng nữa. Vừa nói xong e lên luôn. Bắn quy trúng kích thành công, một tình huống tinh hoa tuôn chảy. Và sau đó là 1/3 cây máu Lissandra vừa mất đi.
Lại tiếp tục E lên bắn Q nhưng lần này Senna né được. Cánh trên thì lúc này Cersante đã không còn đủ sức để đương cự cùng với Irelia nữa. Phía sau đang là rất đông thành viên đối phương, nếu mà cú nhây cùng với Irelia không giết được nó mà nhiều khi còn lại bị tấn công như thế này đây. Một pha gồng mở đường cố gắng bỏ chạy đến từ vị trí của Cersante. Q3 đối phương đánh đu lên né được. Kích thú thượng thành giáp nhưng đẩy lưỡi kiếm tiên phong và đâm Q liên tục. Có chơi khô máu bỏ chạy thành công đến từ Cersante, tiếp tục cùng W giảm đam và sau đó vẫn có mạng 1 đổi 1. Đứng giữa đã có trụ dành cho Kumayushi rồi, vẫn còn đó thời gian đến từ Baron là tương đối dài và Sally có dịch chuyển đang đẩy lẻ tại cánh dưới bản đồ. Annie đang là người bị giữ chân lại bởi ràng buộc. Lissandra lao lên với hầm hoàn bao nhưng sức thật là không đủ. Có hắc ám sao dọn bồi thêm đam 1 đổi 1. Elise bị tấn công và đang cố gắng đánh đu để câu thêm thời gian cho Guma đáp xuống. Guma dịch chuyển gọc lên và đó là hai mạng cho Kumayushi sống sót với khoảng chừng 50 máu còn lại. Sát thương là quá nhiều. Kindred của Zhangjie cũng đã có vô cực kiếm rồi nhưng thời điểm này đọ sát thương của Veru là không thể. Tình huống bắn cung ánh sáng để có thể ngắt vệ quân đến từ vị trí của Heimerdinger và hướng tới trụ đường giữa cùng với nhà lính luôn. Sally thì nãy giờ đang đẩy lẻ khu đường dưới để ăn thêm công trình với tình huống đẩy không có Baron thì đẩy hơi chậm. Dịch chuyển gọc lên đánh cực kỳ tự tin nhưng phát thẳng vào cái làm choáng đến Heimerdinger vẫn có khăn giải thuật. Có đào thủy ngân thì đúng hơn, dịch chuyển gọc lên bồi thêm một cú quy nữa. Một loạt những tình huống xử lý đến từ Kumayushi cực kỳ hổ báo luôn. Một pha mà dịch chuyển cổ học sau đó thì flat thẳng vào các làm choáng ạ. Nhưng sau đó thì bắn Q hồi E lại cực kỳ nhanh và sau đó một cú E Q lấy mạng của Heimerdinger, mạng thứ 16 cho Kumayushi. Lượng sát thương là như thế nào đây? Lissandra dịch chuyển vòng ra phía sau đối phương nhưng đó là một tình huống Lissandra E chừa tốc biến đứt băng trượng các kiểu phóng Q nhưng Guma dịch chuyển cổ học đi được. Và sau đó bắn Q cung ánh sáng tham minh thì cũng đồng hồ của đối phương là hay. Mạng thứ 17 cho Kumayushi. Cersante đang cố gắng lao lên nhưng chưa kịp hồi lại. Còn khoảng chừng 1 giây nữa, Q3 trượt đến từ Cersante rồi. Dịch chuyển hoặc bỏ chạy đến từ vị trí của Kumayushi. Bên phía bên kia Cersante bị làm choáng bởi kén nhện. Chưa tung được chiêu cuối, Cersante kích thú tự thành giáp phía sau Irelia đã phải lên bảng, còn Cersante thì mất mạng rồi. Guma đang đứng dình ở đây với tình huống búc khiên lửa và mạng có double kill cho Sally. Tốc biến làm choáng có cửu cứu sinh đứng ngoài bắn Q đến từ Guma và tiếp tục dịch chuyển hoặc lên đánh tay nhưng mạng thuộc về cho Annie và lệnh đầu hàng cũng được đưa ra đến phía team 1 khi lúc này chênh lệch đã là quá lớn rồi. 17-6-17. Hỗ trợ cực kỳ nhiều và ăn mạng cũng nhiều đến từ Guma. Và chúng ta sẽ cùng xem lượng sát thương cuối game là như thế nào đây. Ok, lượng sát thương sau 26 phút là 40.488 sát thương tới từ Kumayushi. Một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp. Bên phía bên kia thì người có lượng đam permin tốt nhất là vị trí của Zhangjie với 29.400 sát thương với con Kindred vô cực sớm này. Nhưng mà so với khả năng poke từ xa đến từ Ezreal này thì chắc chắn là không bằng rồi. Và Irelia mặc dù đi đường 0-3 nhưng vẫn gây tới 20 mấy nghìn sát thương ạ. Game này thì Sally đi bộ vứt dâu ha, đánh Kassadin nhưng mà các Len win sớm quá. Chưa cần đến Kassadin khỏe thì đã win game rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu cực hay của Kumayushi tại rank Hàn với con bài Ezreal. Một trong số những vị tướng mà Ezreal đang, Guma đang tập luyện nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hẹn gặp lại anh em vào những dự án khác nha. Bye bye.